Alo. Vâng, và như vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu bản lề trong trận đấu thứ hai, và đây là Persian của đối thủ Chim Sẻ Nắng. Một thế trận mà nhiều khán giả đang mong đợi. Đó là thế trận mà Chim đánh cung để cho game thủ Chip Pro đánh chém. À nhầm ạ, à, như vậy là Chim đánh chém để cho Chip Pro đánh cung. Tôi đã nhầm. Vâng, hơi nhầm. Màn hình máy ở game thủ Chip Pro một bài cầm AC. Nói chung nhìn cái nền đất là tôi đã không muốn bình luận rồi. Voi hiêu như này mà vác sang nhà của Chim thì lại khác. Vâng, đôi voi 7 hiêu 7 to đùng. Giá như để cho Chim ăn. Thì có lẽ đây sẽ là một bài mà Chim sẽ kích ở đầu 8, khi mà gỗ đầu nhà của Chim là rất gần, chúng ta có thể thấy. Bây giờ thì Chim vẫn đang lọ mọ đi dò. Vâng, Chim vẫn đang lọ mọ đi tìm những con hiêu và những con voi. Vâng, bây giờ thì cái thủ Chim Sẻ anh đã thấy được một bầy hiêu. Một bầy hiêu chỉ có 4 con. Và thực sự là tù. Lại thấy thêm một bãi quả. Đúng là hơi đen. Cái hốc trên góc 12 giờ dường như là một cái hốc đẹp. Một cái hốc rất đẹp đến từ game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Và không biết rằng Chim có thể thu vào cái hốc này để có thể sống hay không. Những khoanh ruộng và những chiếc bét đầu tiên sẽ được game thủ Chim Sẻ Đi Nắng anh thiết kế ở đấy. Và như vậy thì nhà của Chim trong trận thi đấu này là một trận thi đấu mà nhà của anh đang cực kỳ sát với nhà của game thủ He He. Rất sát. Vâng, đóng một chiếc bét ăn hiêu ngay bên trên. Vâng, một bầy hiêu ở ngay gần với nhà game thủ He He. Tại sao không đóng ép và ăn hiêu luôn ở đấy? Rất vất vả trong một bài cầm Persian như thế này. Vâng, bây giờ thì Chim đang lại có được một bầy hiêu. Chúng ta có thể thấy rằng anh đã có được một bầy hiêu mà có thể đóng được một chiếc bét nhân đôi. Vâng, khá hay đến từ game thủ Chim Sẻ Nắng. Bãi quả kia He He đang bú. He He bên phía đội bạn trận đấu này là Minwan và Katha thì phải. Nếu tôi không nhầm, dường như là Minwan và Katharian. Lại lùa bầy hiêu này về tiếp. BB thiết kế rồi, lượng gỗ là đời huề để có thể đóng một BL và một BM. Chủ yếu là thực dồn lên có nhanh hay không. Vâng, 9X Pro điểm số đang khá cao, màn hình máy của Chim thủ 9X Pro. Vâng, 26 dân anh đã kích đời khá lâu rồi. Một bài mà nhà tìm ra được rất nhiều rừng. Màn hình máy của game thủ Chim Sẻ thôi. Chim Sẻ trận đấu này anh đang cạnh với nhà game thủ He He. BM, BL được thiết kế kích đời. Ăn vàng luôn ở đây. He He là người cầm Minwan thì phải. Có đúng là Minwan hay không? Đóng một chiếc BS ăn ba con hiêu này sao? Phải chăng là Chim Sẻ đang thể hiện được độ dị của mình? Ba con hay bốn con như vậy là chỉ có đúng ba con hiêu. Nhưng vẫn phải đặt S. Nếu không đặt S thì ngựa giò lại không đầy đủ công giáp. Mà đâu đặt một chiếc BS thì lại không có được chiếc BL thứ hai.
Vâng, nâng giáp. Dồn thực về để có thể nâng giáp cho con giò của mình. Không đánh 2L bài này rồi. Bài này dường như chỉ đánh 1L thôi. Vâng, cẩn thận với những pha về E đến từ game thủ He He. Đóng một cái BG ăn quả đến góc 12 giờ và sau đấy là đóng những khoanh ruộng ở đấy. Vâng, He He phải E là khá nhanh. Nhưng chúng ta có thể thấy là game thủ chim sẻ nắng anh có thể chạy giò tốt như thế nào. Vâng, Minwan nhiều khả năng là đang lên thẳng cung rồi. Minwan lên thẳng cung rồi. À, lên Minwan lên thẳng cung A trong trận đấu này. Đúng nhà Minwan luôn. Minwan lên cung A. Minwan lên cung A. Đây là một tên mà BB đang chéo cánh. Vâng, BB đang chéo cánh tên này. Sẽ rất khó để có thể chém vào nhà Minwan nữa khi nhà Minwan đang khung hết rồi. Minwan đã bỏ cả bãi quả này đi để có thể khung nhà mình vào. Như vậy thì nhà của game thủ BB là một bài lực sẽ yếu. Bởi vì BB sẽ phải bơm đồ cho Minwan. Và BB bơm đồ cho Minwan thì đây là một thời cơ tốt để cho game thủ 9X Pro anh có thể đánh cung khỏe. Tên cung R đầu tiên game thủ 9X Pro anh sẽ đẩy thẳng cái nhà Minwan này luôn. Và như vậy thì chim sẻ anh lại không đi vào nhà Minwan này nữa. Anh lại sang đến nhà game thủ BB. Dường như là anh cảm giác rằng không thể chém vào nhà Minwan khi nhà Minwan đang bò bế quá cứng màn hình máy 9X Pro. Vâng, nhà đối phương ở đâu? 9X vẫn chưa có tên cung R đầu. Bây giờ mới chỉ là phút thứ 14 đây thôi. Màn hình máy của chim. Bây giờ thì chim sẽ chạy thẳng vào nhà của Katarian. Vâng, Katarian do thủ BB cầm, anh vẫn đang có một con ngựa giò khó chịu. Chúng ta có thấy là phải là cực kỳ nhanh đến từ game thủ BB. Rất hay. Chim vẫn chưa làm gì vào nhà game thủ BB cả. Và bây giờ thì nổ BE này vào ăn dân ruộng. Vẫn chưa nổ được. Vâng, BB đang thể hiện được sự dẻo dai của một game thủ 96. Ăn con voi này hay là công cung tê đây? Công cung tê hay là ăn con voi? Vâng, BB đang thủ nhà rất hay. Chim sẻ vẫn đang công nhà khá rát. Anh đang chém vào tất cả các địa chỉ làm ăn. Và như vậy chim sẻ đang câu con voi. Vâng, câu con voi về với bãi vàng này được hay không? Tham Lai đang là 33/44. Persian vẫn chưa mất cái gì cả. Katarian của game thủ BB thì đang chạy đống nông dân ăn ruộng. Màn hình máy của game thủ 9X Pro đẩy nhẹ nhàng 4 con cung R sang như vậy là đẩy tất tay sang nhà của Minwan rồi. Katarian bơm đồ cho Minwan. Chính vì thế mà Katarian không khỏe. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ vẫn đang bắt được rất nhiều nông dân đến từ Katarian. Một tên sẽ hợp quân để có thể bắn vào nhà của Minwan. Và ông Minwan đang đẩy 1-2 con cung A đi để bắn bò nhỏ. He đang phải e là khá tốt. Nhưng anh đang vấp về một chim sẻ nắng có một bài cầm pơ hay. Màn hình máy cái thủ 9X Pro. Đây là một tên ốp nhà và Minwan đang có một bãi vàng nằm ở ngoài. Minwan vàng là nằm ở ngoài trong tên này. 9X Pro anh sẽ điều cung R. Và nhiều khả năng Minwan là sẽ oẳng luôn. Oẳng luôn sau tên này. Khi cung R này là cung R của AC. 9X đang cầm cung R khá tốt. Chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ đang chưa lọt vào được. Chim sẻ vẫn đang chưa lọt vào được. Vâng, game thủ He He vẫn đang vẩy E rất tốt. Bây giờ thì bắn nổ cái nhà E này để cho game thủ chim sẻ có thể lọt vào. Và bây giờ thì chim đang đút vào. Đút vào chim ấy. Và như vậy thì chim đang đút vào được cái hốc này của game thủ He He rồi. Vâng, để đây chờ. Bây giờ thì He He để. À không, như vậy là bắt tay với chim thì phải. Có bắt tay không? Và như vậy cũng phải đi sai thôi. Làm sao mà bú, làm sao mà có thể thủ được trong tên này. Chúng ta có thể thấy rằng He He có một cái hốc rất đẹp, có cả vàng. Nhưng đây là một trận thi đấu mà game thủ chim sẻ lên đời quá khác biệt. Chim sẻ đã khiến cho game thủ He He không ăn được một bãi quả. Và đấy là lý do mà cả BB và cả He He đều yếu. Thực sự yếu. Một bài cầm Minwan giật hốc, một cái hốc cực kỳ đẹp. Nhưng cuối cùng He He cũng đã không thể thủ được khi 9X Pro. Anh đã có một bài cầm AC quá tuyển. Còn một bãi quả nguyên trong hốc game thủ 9X Pro anh không thể ăn.